Xin chào tất cả bà con chăn nuôi. Hôm nay em chạy YouTube, kênh YouTube riêng về kênh YouTube. Hôm nay em được 50 đơn hàng là dành riêng cho YouTube nhé. Vâng, đây là những đơn hàng gửi đi toàn quốc. Còn kia là đống van và lưới, đống van và lưới, nuôi ếch, nuôi ốc các loại luôn, nuôi lưới chắn chuồng bò. Và đây là van phao, van tự động dành cho gia cầm, nhưng mà hôm nay được bán lẻ trên kênh YouTube thì được 295 cái. Kênh YouTube của em là thiết bị chăn nuôi Mai Dung. Các bạn muốn mua thì vào đó tham khảo. Vâng, xin chào tất cả bà con.